Hôm qua chúng ta dừng lại ở cái phần một sinh tinh dồn ở đây chúng ta đã hoặc đến cái phần tâm sẽ mở rộng vùng gia công đúng không ạ? Ở đây đúng không ạ? Cho con dao Đâu? có thể ăn được ra ngoài vùng chạy dao này. Giới hạn là bằng một cái curve hoặc giới hạn bằng chiều sâu gia công đúng không ạ? Giới hạn chiều sâu gia công thì trong phần gia công thôi thì gần như là cái phần giới hạn bằng mặt chúng ta chọn mặt gần như là rất là không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì gia công thô mặc định nó sẽ gia công hết và có thể chúng ta chọn mặt nhưng nó vẫn sẽ gia công hết toàn bộ chi tiết. Đấy là phần gia công thô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cutter details. Thì ở đây chúng ta sẽ học về cái phần cách tạo dao và lưu nó trong thư viện và có thể là share cho tất cả mọi người. Ở cùng trong công ty chúng ta sẽ có thể là share giữa các máy tính cho nhau được. Chúng ta sẽ có hai cách tạo ra, một là mọi người thấy ở dưới đây nó là cái biểu tượng ở đây, thì trong trường hợp một kích ở đây thì nó sẽ tạo ra con dao mà nó và nó sẽ không lưu lại, nó chỉ sử dụng trong nội dung cái toolpath này thôi, nhận là không chúng ta không lưu lại mà toolpath sau chúng ta không sử dụng được. Còn nếu chúng ta muốn làm chuẩn ra thì chúng ta sẽ chọn trong chọn và hoặc là tạo trong là tool library, là chúng ta sẽ lưu trong thư viện của nó. Thì mọi người sẽ kích vào cái phần tool library của mình. Anh bị lỗi ạ. Vâng, cái này em xem. Vậy cho nó tiếp tục nhé. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây để chúng ta chọn trong để tạo trong thư viện nhé. Mọi người sẽ để cột bên trái ở đây chúng ta sẽ có là những con dao mà chúng ta đã chọn. Nếu mọi người chưa chưa có thì chưa tạo thì trong này sẽ không có gì cả. Ở đây chúng ta chọn lại dao ở đây. Type chọn lại dao ở đây. Chúng ta có các loại dao tiêu chuẩn. Tao ở loại standard dao bone này. Con dao bonus này. Bonus này. Con dao flat này. Đúng không? Đây là con dao tiêu chuẩn. Trong trường hợp mọi người tích vào đây thì nó sẽ là con dao mà là có cái xanh, tức là con dao cái đường kính thân dao và đường kính của mũi dao nó sẽ khác nhau. Đúng không? Ở đây có thể là mình nghĩ là to hơn nhỉ, đúng không? Là to hơn. Chúng ta, ở đây chúng ta đã dùng con dao tiêu chuẩn thì chúng ta không cần cái này. Ngoài ra chúng ta còn có những con dao côn. Dao côn đây. Thì trong trường hợp này của chúng ta đang sử dụng con dao là bonus, con dao flat bán kính đúng không ạ? Con dao bonus. Bán kính thì chúng ta chọn con dao này. Bonus. Ở đây chúng ta sẽ điền tên của con dao, ví dụ con dao D20R1 chẳng hạn đúng không? Ở đây là số thứ tự của con dao. Ví dụ con dao 1, vị trí nó là số 1 chẳng hạn. T bao nhiêu đấy? Đây là chiều dài con dao này. Đường kính dao này. Bán kính ra, bán góc con dao này. Chiều dài phần lưỡi cắt của con dao này. Hai thông số này chúng ta không cần thiết. Ví như là ở đây chúng ta nhìn là 20 đúng không? Bán góc R1 đây đúng không? Ở đây trên hình vẽ bên này nó đã thể hiện rất là rõ rồi, mọi người có thể là zoom nó lên. Chúng ta có thể cái thao tác di chuột hoặc là zoom thì giống như trong cái ở ngoài OneSheet thôi, cũng chuột phải di chuyển tay. Đó là những thông tin cơ bản của một con dao nhé. Ngoài ra là ở bên này chúng ta có những cái tab khác nữa, ví dụ holder chẳng hạn. Trong trường hợp mà mọi người muốn gắn cố định vào một cái holder nào chẳng hạn, thì tốt nhất là mọi người cứ gắn cái holder nào mọi người hay dùng nhất chẳng hạn, đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta có thể thay đổi được, tùy từng loại, tùy từng tôi mang kia chúng ta có thể thay đổi được. Thì holder này mọi người có thể tạo thì đến chút nữa thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo holder cũng như là để chúng ta có một cái profile của holder rồi chúng ta có thể import vào đây được, chúng ta có thể import được vào.
Giờ đây chúng ta ví dụ holder, chúng ta sẽ có thể chọn cái holder ở đây chẳng hạn đúng không ạ? Holder profile đúng không ạ? Hoặc là chúng ta chọn đây, import holder vào đây. Effective length là cái chiều dài mọi người, chính là cái chiều dài cài đặt của nó ấy. Chiều dài là của con dao nó thỏ ra. Trong trường hợp mọi người muốn chọn holder đúng không ạ? Đây. Đây là cửa sổ holder. Mọi người có thể là vẽ vào đây, chúng ta có thể vẽ đây. Thì cái này để sau ạ. Ở đây chúng ta cũng có thư viện của nó nữa. Chúng ta có thể là chọn trong thư viện của nó. Ví dụ là đây là cái holder vẽ. Trên holder library này. Đây là đây là chiều đặt cái gác đất của nó này, mình là dài tầm khoảng là ở đây tầm khoảng dài 50 chẳng hạn. Ngoài ra bên này chúng ta còn những cái tab, chúng ta sẽ có thể một số cái chúng ta có thể dùng đến, ví dụ là con dao này thường chúng ta có để lượng dư hay không này, dung size bao nhiêu này, bước tín bao nhiêu này, là bước xuống dao bao nhiêu này, chúng ta có để hay không, hoặc là như tốc độ cắt của nó nữa chẳng hạn. Thì thông thường giả sử phá thô chẳng hạn với một vật liệu cố định thì thường chúng ta ít thay đổi đúng không ạ? Thì chúng ta có thể để thêm vào đây hoặc chúng ta có thể bỏ đi. Đó, không dùng. Thì chúng ta có thể để nếu mà nó một con dao này thường xuyên để với tốc độ cắt nào chúng ta có thể để ở đây, và cứ mỗi lần chúng ta lốt vào là tự động nó sẽ điền vào các thông số ở đây, ví dụ là tốc độ cắt này, tốc độ cắt này, tốc độ trục chính này, vòng quay trục chính này. Đấy. Trong trường hợp là chúng ta muốn để tự động đúng không ạ? Nếu mà thường cái những thông số này ít thay đổi thì các bạn có thể gán vào đấy luôn. Mỗi lần chúng ta chọn con dao là tự động các thông số này sẽ được điền vào. Đấy. Còn những thông số nào mà các bạn không muốn tự động điền thì chúng ta có thể là tắt đi đúng không ạ? Đâu anh nhỉ? Cái này là cái smoothing radius, thì cái này tí nữa em sẽ nói sau, nó ở trong cái phần này, nó trong phần này thì nó sẽ nói này sau. Nếu là chúng ta có thể là thiết lập mặc định gắn cho con dao các thông số ở đây, cứ mỗi lần chúng ta chọn con dao nào là tự động nó sẽ điền các thông số này vào và chúng ta sẽ không cần phải thay đổi. Đấy, và tương tự các tab khác như vậy chúng ta có thể làm được như vậy. Sau khi tạo xong con dao thì chúng ta sẽ lưu lại nó đây, nó sẽ lưu lại đây, save hoặc save as cũng được, tốt nhất là cứ save as là, nếu bạn save có thể lưu, nếu không cẩn thận nó có thể lưu vào con dao trước đấy rồi, là cứ save as cho chắc chắn. Chúng nó sẽ lập tạo tên cho con dao ở đây đúng không ạ? Nếu các bạn bình thường là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tạo ra nó làm giải rác hết ở đây, còn trong trường hợp mà các bạn muốn tạo một cái thư mục chẳng hạn đúng không ạ? Ở đây sẽ tạo một thư mục vào trong đấy chứa cái con dao chẳng hạn. Chúng ta sẽ gõ tên cái thư mục đây, ví dụ HTMP đúng không? Ok. Nó sẽ tạo thư mục đây. Và cho nó lưu. Thì hiện tại ở đây thì nó không có, thì chúng ta phải quay trở lại. Đấy, ở đây HTMP có con dao đây. Nhưng mà có nó tạo được hai dao tên trùng nhau. Không ạ. Các bạn là ở đây chúng ta trong thư mục khác. Thư mục chúng ta nó hai dòng cuối cũng là D20R1 này. Đấy. Cái giống nhau. À, vâng. Nhưng mà con dao này khác nhau đấy. Để em xem. Khác nhau mà tên nó giống nhau. Munu. À, ở đây là còn thêm các thông số khác nữa. Còn bình thường là như món khác là nó không cho đặt tên giống nhau. Vâng. Nó cho đặt. Đây đúng không? Tên giống nhau hoặc là nhiều. Thực ra bọn anh hướng tới học cái này để biết thôi, biết tạo thôi, nhưng hướng tới là dùng cái thư viện của nó sẵn. Thư viện của sẵn á? Bọn anh mua dao tiêu chuẩn mà. Cái dao của... dao mà không được tiêu chuẩn. Mua đồ đều của Nhật hết. Vâng, thì cái kéo nó trong tiêu chuẩn. Tool store của em có đủ không? Vâng, anh để chuẩn.
sách của mình dùng của bạn nào chủ yếu này các bạn? Đúng kìa. Mi Su à? Mi Su còn đâu là Bích ạ? À? Bích. Dạ Bích, Dai Dai Su à. Rất hay những mới ở. Vâng. Vâng, vâng. Ý tưởng hay nhưng mà phải chờ thời gian nữa. Em nghĩ là nên trong tương lai bây giờ là gần như là robot nó làm ta hết mình, nó sẽ tự động tính toán cho mình đúng không ạ? Được đấy. Bây giờ trí thông minh nhân tạo là cái gì vậy? Nhưng mà phải dần dần. Cái ghế ở dưới kia bọn anh nhá. Nghiên cứu rơ 0.25 giá 22 đi để chạy. Mới không mới. Cái giá là bao nhiêu? 12. Mình đang cân, mình đang cân những cái mà nó phải giúp hỗ trợ cho nó. Thế thì những người có kinh nghiệm và những người không có kinh nghiệm đúng rồi, sẽ khoảng cách nó sẽ không cần như là không, không còn khoảng cách nữa. Thế thì lương không cao nữa. Thế với cả vấn đề như là tại sao bây giờ Nhật vẫn phải di chuyển những chạy kem sang bên Nhật làm. Thế trong phần này, chúng ta sẽ không còn từng người như thế này, ở ngoài chúng ta cũng hay hơn. Có sao hay hơn chơi kìa. Đúng rồi. Sẽ có cái cũng hay hơn. Nhưng mà bây giờ cái này mà anh đã làm ngắn thì nó có tự kích vào đầu để nó tự nó cách cái mặt đâu xử lý của tâm hai ly là an toàn mới được. Cách cái nào anh nhỉ? Nó chỉ anh gá một cái holder nhé. Vâng. Mà anh gá nó sâu 50 ly thì anh gá 40 ly. Vâng. Người dân sẽ kích hợp vào chỗ nào để cho nó cách cái mặt đâu holder này. À cách đồ 2 ly đúng không ạ? Cách này. Vâng. Thế ra cái buổi đấy thì nó sẽ sau khi tôi bắt này em định giới thiệu nhưng mà anh hỏi thì em sẽ giới thiệu luôn đấy. Thì nó đơn giản chọn cái holder đúng không ạ? Cái này của em mua thực hiện đây. Bên kỹ thuật nhỏ đó. Bên ngoài là bên không biết cái cửa điện nó sao kia hẳn rồi. Sang rồi. Sếp điều chuyển lên đây phải sang. Ở đây có cái gì mà làm? Ta đứng làm. Ta lấy đi theo anh Trung. Để quân lên phòng học tầng 2 nhé. Đây chiều dài chúng ta sẽ gắn cái đắt bao nhiêu này. Đây là 40 chẳng. Đây cho trường hợp là anh muốn tính toán xem là cái chiều dài nó tức là tính ra xem chiều dài tối thiểu là bao nhiêu chẳng hạn. Đúng không? Chiều dài anh cần phải gắn tối thiểu là bao nhiêu. Đây, anh tích vào đây. Đúng không? Còn trong trường hợp mà như anh nói là cái holder cái gì đấy. Đây chính là cái giá trị của anh bảo đấy. Thế là cách cái holder là 2 chẳng hạn. Đây nó sẽ anh sẽ offset ra tất cả đó là cái chiều dài an toàn đúng không? Cái chiều dài an toàn của nó anh có thể là offset cả đến cái thân tuôn nữa. Thế bình thường thì nó à vâng tuôn không được đúng không? Bình thường thì nó sẽ để an toàn so với holder là bao nhiêu? Một đấy. Một à? Vâng. Một thì mình thì anh có thể thay đổi thành hai. Cái offset tuôn đây có giá trị offset tuôn không? Có. Spinner holder này không có. Tôi là không cần đấy. Thường cái thân dao thì nó phải bé hơn thì. Đúng rồi. Nó chỉ to hơn ở cái phần gá ghét thì là to. Bằng đó loại nó sẽ thoát hơn. Thân dao là đúng bằng. Thế thì không xảy ra trường hợp to hơn được, chả sợ. Nhưng mà nếu có dao thôi 2 của mình thôi. 1.6. Đúng rồi, chắc rồi. À thì đấy là phải khai báo lại dao theo thân thế chứ không phải là dao ấy chứ. Dao khai báo dao đi. Đấy là khai báo dao thôi. Còn cái đây chỉ có khai báo holder check in. Tiếp tục em ơi.
ra cái công ty anh thì tưởng folder thì được. Bên anh có nhiều nhiều loại folder không? Hôm vừa rồi máy kiện 50 là bọn anh làm dính một cái trường hợp bị đâm à? Không phải là đâm mà cái thằng đấy không hiểu là nó cái kiểu nhấc dao nó nhấc kiểu như 3D. Vâng. Mà nó xuống nào nó chạy nó tạt một phát. Cái đường tạt nào xuyên thực ra là tiện nó sẽ hơi bị khó để là kiểm soát va chạm. Thế cả bên em có một phần mềm đấy, thực ra là em cũng đã nào cũng thấy là trong quá trình nó cái kiểm soát va chạm hơi không tốt bằng phay. Phay thì dễ kiểm soát. Phay kiểm còn nó tiện gần như là nó có những thời gian nó sơn phát qua chi tiết luôn đấy. Rất là nhiều trường hợp như thế nên kiểm làm về tiện hơi bị cẩn thận một chút. Chắc phải chứ là có giải pháp chứ không tiện nó thế tại vì tiện. Em chuyên gia của hãng bên em sang bên này sắp vào thì nó cũng bảo thôi cái này phải cẩn thận đúng không, tiện là phải rất là cẩn thận tiện khó, tức là không phải tiện thì làm chương trình nó sẽ dễ nhưng kiểm soát va chạm nó sẽ khó đó. Thế giờ chúng ta có thể được là mô phỏng xem nó có va chạm nó sẽ báo nhưng trong quá trình đó là mô phỏng không báo của em là có báo đấy mô phỏng không báo em bên em có phần mềm đây bên là có phần mô phỏng ấy mô phỏng và va chạm ấy là báo em mà chạy cái đôi slider của nó có chạy phải tiện có em ơi nhưng nó bình thường có nhưng mà cái đấy bọn anh mô phỏng lại để kiểm tra lại nhưng mà nó không đáng cái gì được. Nghe thực tế thì có va chạm nhưng mà trên mô phỏng thực tế là nó nhìn thấy được nó bị xuyên vào là đều rồi. Ở dưới này chúng ta có cái mê pocket solution là chính là cái không biết anh có hỏi đúng không ạ, là chính là cái áp dụng cho cái thằng con dao gắn mảnh đúng không ạ, con dao tặng chip đúng không ạ. Đây chip thì thông thường thì cái thông số này chỉ có ý nghĩa đối với con dao đấy thôi. Nếu các con dao flat là con dao flat bán kính thì chúng ta không cần thiết. Bởi vì trường hợp là ăn gia công những cái hốc mà là có nhỏ hơn cái này thì con dao khi nó xuống thì cái ở giữa nó không còn được có lưỡi cắt thì nó xuống nên nó phải tùy vào cái lòng của cái con dao đó. Chỉ là sẽ nó tự động này. Vâng, tự động anh tích vào cái auto nó sẽ tự động đến cái thông số này. Cái giá trị đấy nó sẽ bằng là đường hình con dao cộng với lượng dư gia công nhân đôi lên. Không như anh hỏi khi mà tạo một chương trình mới, vâng. Cái này nó tự động có tự tích vào auto sẵn không? Sợ trường hợp quên mất đi. Có. Thực ra anh có thể thay đổi được cái giá trị mặc định của nó. À. Cái này chỉ áp dụng là thô thôi. À, tất cả các loại gần như là tất cả các loại tương bát đều có. Tất cả gần như tất cả các loại tương bát đều có. Trừ gia công 2D ra. 2D thì nó không biết đâu là cái vùng nào đúng không ạ? Nên gần như là chúng ta rất là khó để kiểm soát cái. Tiếp theo ở dưới nó là cái thông số là cutting distance. Cái thông số này nó sẽ có tác dụng đó là để nối lại các vùng chạy dao. Ví dụ khi đó là giả sử nó đang chạy mà đến một vùng này, đang chạy lên đây đúng không ạ? Nó gặp một cái phần nào đó có thể là một cái hốc hoặc là như kiểu sau này tiếp sau đây chúng ta học một tool bar là Geneva ấy, thì có thể là vì một lý do là nó sẽ nhấc dao sang đây và xuống đây nó chạy tiếp đó. Thì ở vấn đề là cái khoảng cách ở đây nếu cái khoảng cách này nó lớn hơn cái giá trị chúng ta đặt vào đây là 10 chẳng hạn thì nó sẽ thực hiện nhấc dao, còn nếu cái khoảng cách này nó nhỏ hơn giá trị này thì nó sẽ thực hiện nó chạy thẳng để nối liền lại hai vùng chạy dao để nó giảm bớt cái sự nhấc dao đi. Đấy, thì em sẽ có cái ví dụ như này. Tất nhiên là không va chạm. Là mình đang chạy trong hai vùng có tua khác nhau. Đây đây em sẽ
ấy có mang được sách hay không? Đọc cũng đâu ngủ. Quá. À không. Nó bị đau chân nhưng mà lên đây mà chưa chưa học gì ngồi nghe nó ngủ. Học nghe. Đặc biệt lại bảo em nó đọc đi em. Đọc này cận bây giờ. Tôi chưa thấy ai người thế. Điện thoại sáng đi em. Mắt đi. Ông này mà tôi thấy ông này cứ lại xỏ xiên thì có ý tốt rồi ông này cứ ném ý tốt qua cửa sổ ấy ông ngồi sao nghe nó xuống đi chiều không đến kia được à đây thì dưỡng sức. Chân bị thế nào em? Dạ. Chân bị thế nào? Chân nó chơi em đang bắn xong nó thì kiểu chân nó lại lên đi họp nữa. Chân cái chân đây. Dạ, nó lại lấy cớ ra bóng, nhà đạp mạnh quá. Mày, mày gặp anh Phương trừ điểm, ai mà cậu hình kia bóng. Đây là cái trường hợp mới giải cái đấy. Alo. Alo. Đây là giả sử là chúng ta ăn ăn cái thành này chẳng hạn đúng không ạ? Ăn cái góc một cái bao này. Bình thường mọi người sẽ thấy rằng là đây. Đây là số dao này, cắt hết bao này. Bình thường những nhắc dao đúng không ạ? Di chuyển sang đây đúng không ạ? Cắt này đúng không? Di chuyển sang đây. Cắt. Cái trường hợp này để chúng ta để cái cutting distance thì ăn xong này xuống đây ăn vào đây luôn xuống đây ăn vào đây luôn ngon nó sẽ nối liền cái tùy chúng ta sẽ chọn kiểu ăn chay chúng ta sẽ chọn kiểu không ai chọn kiểu nếp thì còn là cũng em nghĩ là tùy còn trường hợp là có trường hợp nó cần nước dao ấy có trường hợp nó cần nước dao anh chạy nhiều mà chưa thấy thì là sẽ thực hiện là chạy thẳng xuống luôn đấy giá trị cutting distance thì chúng ta là giá trị này càng lớn thì nó sẽ càng nhức dao đúng không ạ nhưng trong trường hợp mà nó xa quá chẳng hạn đúng không ạ chúng ta là xa quá thì ta khi cái khoảng cách này là lớn quá chúng ta không nên để nó nối liền đúng không ạ bởi vì trong trường hợp mà nối liền thì nó sẽ bị tại vì thông thường cái tốc độ cắt này chúng ta sẽ chậm hơn cái tốc độ chạy dao nhanh đúng không ạ cái đường đi dao nó sẽ chậm thì trong trường hợp đấy chúng ta cần nhắc dao đúng không ạ thì chúng ta đặt cái giá trị cutting distance nó nhỏ hơn một chút. Nhưng mà cái F ở chỗ này nó chạy thế nào? Chưa. Sao anh? Cái F ở chỗ này nó chạy. F á? Chỗ nào anh? Đấy, cái F ở cái đường đi dao của cái chỗ đoạn nối. Cái đường màu xanh nó là chính là một nó là đường màu vàng đấy. Nó chạy với tốc độ màu vàng, đường màu vàng. Tốc độ chạy F bình thường ấy ạ. F bình thường. Vâng, cái F. Tăng là cái đấy liền. Nó sẽ là chính là tốc độ F. Nhưng mà anh muốn tăng cái đấy lên cao đấy. Bởi cái là cái ngũ hiểu quá. Đó. Cái đấy thực ra là nó chỗ đấy nó cắt không
sợ ai mà cái thông ông khoan lỗ chưa, cái thông trừ khi ông khoan lỗ rồi. Nhưng em mà nghĩ là mình đang tính theo tỉa góc, tỉa góc anh nghe là cái khoảng thời đó tốc độ là rất là nhỏ nên anh nhanh nó không nên khởi động bao nhiêu, nó khoảng rất là nhỏ đấy. Đúng rồi, nghĩa là nó đi vào mà nhưng mà cái khoảng này là cái khoảng nó đi chéo này. Em hiểu, tức là anh muốn chạy nhanh đúng hơn đúng không ạ? Em là bóng 10 ly nó rất là nhỏ. Nó nhỏ là không không làm bao nhiêu ấy. Chạy đường ngắn quá làm sao. Đúng rồi. Nó có 10 mm mà. Nhưng mà chạy nhanh như thế còn cơ hợp thế mới vậy kìa. Ừ. Trên mạng mà chúng ta tỉa vừa thôi. Chạy tỉa là cái đường đi ra của đấy. Nó ép nó không nhanh được. Nó đi vào nó băng nó tốc độ cắt. Một cái chương trình tiền. Nhưng cái đấy là em trong trường hợp là kiểu anh tăng lên tốc độ của phần đấy nó cũng không tăng được bao nhiêu thì là, tại vì nó rất là nhỏ, khoảng rất là nhỏ nên nó nhỏ, nhưng mà sếp nhìn nó đi nhanh, sếp còn thích hơn là phải nhìn nó đi du du. Sếp là muốn lên đến tận sát sạt thôi thì mới bắt đầu đi chậm thôi. Thực tế là thế. Khó. Còn thực ra là vẫn có thể được nhưng mà tùy vào cái vùng thì em sẽ có thể là thay đổi tốc độ của vùng đó. Em tùy xem có thay đổi cái đấy. Tất nhiên là em ý em nói là sẽ từng vùng, tại vì em sẽ sửa được tốc độ cắt của từng vùng. Đó, ví dụ là vùng mà em tức là em phải chọn được quét được cái vùng mà là anh muốn thay đổi tốc độ đấy. Chứ không phải là nó tự sẽ tự động xem bằng tay. Ví dụ như là đây, ví dụ như là em có một cái vùng, giả sử vùng này là em cho muốn chạy. À, em nói là ví dụ nhé, còn đâu anh chọn được hướng đấy hay không thì em cũng không rõ. Thì giả sử vùng này em muốn cho nó chạy tốc độ chạy nhanh nhỉ, hoặc là tốc độ nào đó thì em sẽ thay đổi nó vùng đấy. Rapid thì toàn bộ đường này sẽ chuyển thành màu tốc độ chạy nó nhanh. Đấy, anh thấy đường màu đỏ đúng không? Đấy, em ý em nói là trong trường hợp mà anh chọn được cái vùng đó, cái vùng đường chúng ta anh muốn chọn hay anh chỉ chọn được. Nếu mà chọn kiểu này thì chọn làm sao được mới được? Cái biến dạng mà đấy, em bảo là vấn đề là liệu nó lên nếu mà nó kiểu là thẳng góc hay là gì đấy? Nó là xoay, nếu anh xoay được, nếu tức là nếu anh chọn được vùng đó. Chọn nhầm vào cái đường chạy nhanh. Nhưng mà cần đi viện. Đấy mà là có thể nhưng mà nó sẽ hơi tìm một chút đúng không? Đấy em chỉ là đề xuất thế thôi, có phương án để giải quyết đúng không? Đấy, tùy trường hợp đúng không? Thật ra như lúc ở dưới kia xếp tận có bỏ ra tỉa thì em sao thế nào lại hại đầu sau đấy. Cái gì nó cũng giá cả nó giá nó tính thế ra là công xuất luật, tại vì em nghĩ là nó không 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 nhanh hơn bao nhiêu đúng không? Các chú có làm kinh tế đâu. Xem nhiều câu rồi em ơi, nghĩa là tặc lưỡi. Ok. Sếp mà đã quyết rồi làm sao phải nghĩ. Một sếp luôn đúng. Không cãi. Cãi cũng được. Cãi. Ở dưới đây chúng ta còn có cái phần Recheck Re-roughing Error. Thì cái này em sẽ sau cái toolbar này em sẽ quay lại thằng này sau, bởi vì hiện tại chúng ta dùng nó vẫn chưa có ý nghĩa gì cả. Còn này chúng ta sẽ bỏ ngỏ đây nhé. Chúng ta có cái flat surface re-roughing ở đây, tức là chúng ta chỉ cái này nó chỉ liên quan đến bề mặt flat thôi. Bình thường ấy thì chúng ta sẽ đặt một cái z step đúng không ạ, tức là cái bước xuống dao z step ở đây cố định đúng không ạ, chúng ta sẽ đặt cố định ở đây đúng không ạ. Đây, nhưng mà sẽ có trường hợp là cái trường hợp đó là cái mặt phẳng của chúng ta ấy, thì nó sẽ không nằm trùng với cái xuống z step này đúng không? Nên thông thường là trên những bề mặt phẳng thì cái lượng dư của chúng ta đặt nó là còn lại ấy, sẽ lớn hơn lượng dư chúng ta đặt ở đây đúng không? Nếu nó cứ xuống với cái bước z step bình thường đúng không? Thì trong trường hợp đấy nếu mà chúng ta muốn đạt được cái lượng dư trên cái bề mặt flat đấy bằng với cái giá trị lượng dư ở đây chúng ta đặt ở đây thì chúng ta sẽ tích ở đây, sẽ tích vào tùy chọn này, mặc định là sẽ có tích, tức là nó sẽ đảm bảo lượng dư trên bề mặt là flat đấy bằng lượng dư chúng ta đặt vào đây, bằng cách đó là nó sẽ thêm một cái đường chạy dao chỉ riêng cho cái bề mặt flat đó
chỉ riêng cho bề mặt plan đó. Đây chúng ta có thể là cũng lại ấn F1 để vào tùy cái chọn đó. What the hell? Nó là gì? Thôi ông không phải chứ. Ông sau ông phải làm được mà. Ông làm để ra sản phẩm. Không cần biết. Ông hai đồng chí không phải về, không phải làm việc thì biết đâu. Ông về ông phải sửa. Quân. Cái này vừa biết. Đấy cứ làm sau chạy ra sản phẩm. Cái này chưa được chạy sản phẩm. Phải biết. Ông chí Cương ơi, chạy mong. Đây, đây bình thường test cũng là cố định đúng không ạ? Đây ở đây bạn có thể sẽ thấy là cái lượng dư trên những biểu flat này nó có thể lớn hơn. Thì trong trường hợp mà chúng ta tích vào cái tùy chọn là đó, đây tùy chọn này thì nó sẽ thêm một cái lớp đường chuyển giao chạy trên những bề mặt phẳng đó, chỉ trên những bề mặt phẳng đấy ạ, để đảm bảo lượng dư của chúng ta như chúng ta đã đặt vào đấy, chỉ trên những diện tích cái bề mặt phẳng đấy ạ. Những vùng còn lại là không ở ngoài này sẽ không có đúng không ạ? Nhớ cái tùy chọn này V-Rot Flat Surface thì phần Detection Tolerance này nó chỉ là cái tung sai thôi, không hình cái gì. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta có cái giá trị là Cut size này mọi người đều nếu để ý sẽ thấy là với con dao flat và con dao bonus thì thông thường thì cái này nó sẽ bằng không. Con dao bonus này thì có thể nó sẽ khác không, trong trường hợp mà nó tùy vào quan hệ giữa thằng đường kính này và thằng bán kính đường kính và cái step over này. Thì cái cut size này chỉ có ý nghĩa trong trường hợp đó là chúng ta sử dụng con dao bôn đấy, và sử con dao bôn này chẳng hạn đúng không ạ, 10 thôi. Ví dụ là step để tầm 6 chẳng hạn. Lúc này chúng ta sẽ thấy là đây giá trị cut size của nó đang là 1 đúng không ạ? Ok. Thì cái này trong trường hợp mà giữa hai con dao khi chúng ta dịch dao đúng không ạ? Thì sẽ khoảng giữa của hai con dao sẽ có một vùng đúng không ạ? Chúng ta không cắt được đúng không ạ? Khi con dao bôn nó dịch dao đúng không ạ?
sẽ có khoảng nó không cắt được đúng không ạ? Thì cái cỡ sai này chính là cái chiều cao lớn nhất của cái nhấp nhô đó, nó sẽ khống chế được cái chiều cao nhấp nhô đó, và chúng ta sẽ nó sẽ tính toán để chúng ta biết được là cái giá trị nhấp nhô đang là bao nhiêu. Ví dụ chúng ta đang sử dụng con dao 40 và con dao flat 6 đúng không ạ, thì chiều cao nhấp nhô của nó nhỏ nhất nó sẽ là cho thử này nó là 1.01. Thì cái này chúng ta sẽ kiểm soát được cái khoảng nhấp nhô của nó bằng đúng cái, rồi, nếu, nếu chúng ta muốn giảm nó đi thì chúng ta sẽ giảm cái thì có hai cách giảm. Một là giảm step over, hai là tăng cái đường kính con dao lên. Nhưng đường kính con Như dao vậy ít khi khi chúng mà ta tăng em đánh step over nó sẽ tự ra cái auto chính min xác lên đúng đúng không ạ? không? Mình Giả không phải tính sử như toán anh trường hợp mà em điền 3 chẳng hạn đúng không ạ? Nó giảm đi đúng không ạ? 0.2 đúng không ạ? Chứ còn cái nào bonus nó có hiện ở cái bonus thì đấy là vẫn trong từ tăng trong cái đấy mà. có thể tạo được, nhưng mà cái tùy vào quan hệ giữa thằng step over và đường kính con dao. Nếu step over là nó lớn hơn nó quan hệ giữa, ví dụ là cái thằng step con này là con 10 bán kính 1 chẳng hạn đúng không ạ, anh mà sử dụng con dao 8 cái step over đấy anh để 9.5 chẳng hạn thì nó Thì sẽ đã có, có. nếu mà là nhỏ hơn 8 thì sẽ không có đúng không, nhỏ hơn 8 sẽ không có. Thì ở đây anh sẽ khống chế được, ví dụ tùy vào, ví dụ anh muốn cut size khoảng nhấp nhô của anh thì tại vì sẽ có nhiều nhiều công ty lấy cái tiêu chuẩn nhấp nhô đấy để đánh giá cái chất lượng bề mặt chẳng hạn đúng không ạ, thì ví dụ anh muốn khống chế nó cao nhất là nó chỉ được đến tầm khoảng 0.005 chẳng hạn đúng không ạ, thì anh nuôi sẽ phải điều chỉnh đến cái step over để làm sao để nhỏ đạt được 0.005 đúng không ạ, ví dụ ở đây trong trường hợp là ba đúng không, em về một chẳng hạn đúng không ạ, chính cái chỉ mình ra hay chạy mặt phản quang đấy, phản quang mình có thể chọn thêm cái độ cái ví dụ trong trường hợp là em chọn một nó là 0.002 đúng không ạ, bây giờ chúng ta sẽ đặt nhỏ nữa, ví dụ là 0.01 thôi chẳng hạn đúng không ạ, bởi vì chúng ta là con dao 10 đúng không ạ, con dao 10 đúng không ạ. Cho anh hỏi có thể đặt ngược được không, ví dụ đặt vào cái mắt cỡ thứ hai này không thì không nó sẽ nhảy ra không cái không bước không dịch kia. không 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 kéo chưa ăn một chiều nữa. Một chiều một chiều này tất nhiên cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái tolerance nữa đúng không ạ, chứ không phải là chịu toàn bộ là cái này. Nếu cái đấy em đặt tôi lớn sao thì cái kia nó có nhảy lên còn cái tùy mặt vào hai này nữa, nó đặt là còn tùy ví dụ như là chạy mặt thẳng chạy mặt phẳng thì không sao đúng không ạ, bởi vì mặt phẳng nó là cái đường mặt nó không phải lội suy nhiều thì không sao đúng không ạ, là nếu chạy đường thẳng không sao, nhưng trong trường hợp mà anh chạy mặt cong thì em nghĩ là nó sẽ bị lỗi, bởi vì tolerance nó sai. Cái quan trọng nhất ở đây em nghĩ là cái tolerance nữa, nó ảnh hưởng rất là lớn đến chất lượng bề mặt và cũng như là độ chính Cái xác của mặt. câu hỏi này là chỉ là báo cái độ nhấp nhô bề mặt được không? Đúng ạ, đúng rồi. Nó Mặt ảnh hưởng đến còn cái cao đúng đúng không? cái tolerance nữa, chứ không phải như thế là không phải là chỉ có Mặt tôi cái nó sẽ còn gần như sao là trong các này gần như là yếu tố là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng bề mặt, ví dụ là step cũng sẽ ảnh hưởng đúng không ạ, step over cũng ảnh hưởng đúng không ạ, lớn zoom size cũng ảnh hưởng đúng không ạ, đúng tốc độ cắt cũng ảnh hưởng đúng không ạ, rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng, chúng ta cần phải kết hợp các cái lại với nhau. nhưng mà cái thông số này nó tính trên dạng mặt phẳng hay là tính trên cả dạng mặt cong, tất cả tất cả các người nếu tôi đưa lên chương thì đặt cái tolerance nhỏ xuống. À, tolerance này sẽ không hiểu cho người này. Tolerance kể anh đặt thay thì cái cơ sai nó không thay đổi. Vì nó cái step này cứ mặc nó sẽ cứ mặc định là trong trường hợp này là tất cả các yếu tố khác là ok rồi, đúng không ạ? Tại vì nếu mà xét đến các yếu tố khác Ô, nó sẽ anh tính hiểu toán là rất là lâu. cái này nó sẽ phải kết hợp tất cả tolerance để đưa ra Không. cái độ nhấp nhô bên mặt. Không. Đúng không? Bởi cái tù lưng mà anh đặt lớn mà anh đặt cái kia nó nhỏ thì chẳng nữa thì chạy ra có đẹp không ạ? Ví dụ là cái này tức tức cái Cái này nó chỉ tù là lưng hiểu mà là đi anh trong trường hợp thả là các cái yếu tố khác ok rồi đúng không, nó chỉ có quan tâm đến mỗi là step rồi thôi đấy, nó cứ hiểu là các yếu tố khác là ok rồi, hiểu thế chứ bây giờ giả mày không cái yếu tố khác không? Cái tù lưng thì không ok rồi à, thì thế mất là báo thế rồi chứ chẳng thầm như đấy rồi không đi thôi chiến không thực ra cái nhấp nhô này nhá em thấy là cái này cũng hay mà kể cả lúc sai của ông sai nhá, nhưng ông đặt tôi lên 0.2 chẳng hạn, tất cả bề mặt của ông cao lên 0.2 nhưng mà
cái bề mặt cao 0.2 nó không có nhấp nhô quá cái 0.01 đi kìa. Nhưng mà mặt của ông vẫn bóng nhưng mà cái zoom size ông lại không đảm bảo. Toàn bộ mặt của ông đang dương lên 0.1 hoặc 0.2 theo cái tô rừng cả. Nó chưa có tô rừng. Nó chạy dưới kìa. Tạo cái bề mặt nghĩa là nó gấp khúc. Đúng rồi, nó gấp khúc. Chứ nó không phải là tạo cái bề mặt nó xấu. Nghĩa là nó gấp khúc. Còn đâu nếu kiểu to 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 lên thì anh nói là cái giá trị lượng dư rồi. Ông sơ băng tay vào thì nó có gì. Ông hiểu không? Đó là cái tô rừng nó liên quan đến cái chất lượng bề mặt lớn đi. Nói chung là phải kết hợp cả hai đúng không? Vâng. Thì dưới kia cái phần mềm kiểu mình có cái này. Nó có hai dòng luôn. Nó cũng có cái phần giá trị nhấp nhô này. Cái sim ở trong có nhấp nhô. Tôi nói rất có. Ừ. Mình kết hợp cả hai này. Được rồi, chạy đô tô hoa ra xong ra để như trồng một thứ này ô văn cơ. Ô văn cơ là mình chưa nhập cái phần dung sai nhấp nhô này mà. Cái không cái đấy, đa phần cái kia nhập cái tô rừng. Tô rừng để tô rừng đang đổ một phần trọng. Chuyển một phần nhìn nó đẹp rồi. Ừ. Ôi, nó khác nhau 10 lần đấy anh. À. Nếu mà để càng cao thì tính toán. Tính lại càng cao. Còn tùy xem ạ. À, còn tùy xem ví dụ cái chi tiết của chúng ta nó tính toán lâu không? Đấy. Nếu mà chi tiết mà nó nhỏ mà đơn giản thì càng to càng nhanh thì càng chính xác thì càng lâu. Cái bề mặt của nó dương dao nó chạy bình thường là nó phải chạy được cọc hay mà nó chạy chỉ có phút 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 là tức là sẽ có điểm trễ hơn, nó sẽ điểm trễ lại đây. Ví dụ trong VSC chúng ta có một cái tờ này chúng ta có thể tính được cái điểm chia của nó này. Đây là cái điểm nội si của nó này. À, cái điểm chia. Đây là những cái điểm nội si của nó. Nếu trong trường hợp chúng ta dung sai chúng ta để là 0.1 đúng không ạ? Trong trường hợp của chúng ta để 0.01 nữa thì nó điểm chia của nó nhìn dày đặc luôn. Đúng không? Nên những cái điểm chia của nó. Không. Điểm chia của gấp khúc. Đây cái điểm mà gấp khúc là chính là gấp khúc của nó đúng không ạ? Thì dựa vào cái này chúng ta sau này ví dụ có cái phần có thể xóa được cái điểm gấp khúc này. Xóa bỏ cái sâu hai quay. Ok nhá. Ta đi nhanh tiếp ạ. Dưới này chúng ta có cái giá trị nó là corner smoothing radius. Đúng không? Thì cái này sẽ đến những cái vị trí góc nhọn đấy, góc vòi ạ. Thì trong trường hợp mà sẽ có những trường hợp mà mọi người sẽ thấy là quan hệ giữa đường kính bán kính con dao và bán kính của cái góc vò của chúng ta ở đây. Nếu bán kính con dao mà lớn hơn bán kính góc vò nó sẽ thẳng đúng không ạ? Nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta như em nói là trong nhiều trường hợp chúng ta chạy thẳng, thứ nhất là cái diện tích tiếp xúc ở cái phần đấy nó sẽ lớn nhất đúng không ạ, và chạy thẳng thì nó không tốt lắm. Thì trong trường hợp đấy thì nó sẽ ở đây chúng ta điền một cái giá trị là cái corner smoothing radius, tức là đến đây nó sẽ mượn một góc tròn để cho con dao chạy đến đây nó mượn hơn và cái diện tích tiếp xúc nó sẽ ít hơn. Tất nhiên là trong trường hợp mà chúng ta bo một góc như vậy thì nó sẽ để lại một cái nó dư nhiều hơn so với đúng không ạ, hơn là chúng ta chạy thẳng đúng không ạ? Nó có cái gì để nó dụ đến vùng đấy nó giảm ép xuống? À, tự khắc nó sẽ giảm mà trên máy CNC tự khắc nó sẽ giảm mà chúng ta không cần phải điều chỉnh. Mình như nó có đặt được cái vào những cái đấy anh 30%. Cái đấy anh có thể đặt được trên máy CNC, có thể điều chỉnh được trên máy CNC. Trên máy CNC điều chỉnh được. Cái đấy là do đang dùng một cái lệnh Anano. Thực ra cái đấy là tại vì ngày trước khi em làm ấy thì em làm trên máy Fanuc thì cái đội bên máy ấy, thì họ bảo có thể điều chỉnh được và họ điều chỉnh cho em mà thì tất nhiên là họ có password của máy, họ không cho mình xem đấy, anh nếu mà anh muốn thì anh phải yêu cầu họ. À tất nhiên em đúng là có thể có điều chỉnh được câu lệnh mà bằng cách đó là cái chế độ gia công tốc độ cao ấy. Đúng không ạ? Cái error không nhớ là R5Q1 thì đã, cái gì nhỉ? R5.1Q mấy đấy đúng không ạ? Đấy cái đấy đúng không ạ? Đấy thì cái đấy chế độ ta cũng độ cao, nhưng trong trường hợp này dùng cái đấy nhiều lúc sẽ bị đến cái góc vuông rung máy đúng không ạ? Trong trường hợp nhiều trường hợp nó bắt. Anh này Q mấy ạ? R5.1Q1.
quy một thì mình được, anh cứ để quy năm ba quy năm thế nó sẽ nhanh hơn, anh đặt càng cao là sẽ càng nhanh. Anh cứ đặt thẳng của quy quy ba thôi mà nó sẽ nhanh hơn, anh sẽ đặt quy ba sẽ nhanh hơn. Vâng, nó sẽ tốc độ giảm đấy nó sẽ ít hơn. Anh cứ đặt quy ba nó càng lớn thì càng nhanh, còn tùy vào máy của chúng ta sẽ được chịu được đến mức nào. Tại vì ngày trước em làm cho bên em Vigrasera, em gia công cái bồn rửa mặt của nó thôi. Nó đến nó học cần tốc độ cao đó, cho tốc độ cao đến máy cứ rung rung đến cái cuối cùng nó cứ giật máy rung lên, bởi vì thực ra là máy của là máy to, thực ra nó thường máy to thì độ chính xác cũng không phải cao lắm, bởi vì máy đấy nó không yêu cầu chính xác cao lắm nên thế là nó cũng rung. Còn tùy từng máy thì vì có những đội bên Hàn Quốc em hỏi nó là nó thậm chí nó là quy 10 ok không có gì cả, máy nó rất là tốt, có thể là chạy nó không rung đó. Tùy nó, tất nhiên đến đây nó gia công nó sẽ nhanh hơn. Cái chất lượng thì em chưa ra khẳng định nhưng mà chắc chắn sẽ nhanh hơn. Thì anh cứ thử test về các chế độ quy khác nhau. Anh cứ tưởng nó chỉ có mỗi cái quy không cố định, quy càng lớn thì nó càng nhanh. Vâng, thử đi hỏng máy. Ủa, máy thử không có thể chạy giao không mà. Đúng rồi, cần đi phải cắt folder. Đây là số thứ rồi. Tiếp theo dưới này là cái machining order. Thì cho kích vào đây. Chúng ta sẽ có hai tùy chọn là buy zone hoặc buy never. Đúng không? Chúng ta nhìn đây chúng ta đã rõ rồi đúng không ạ? Tức là một cái là chạy hết một vùng xong với thằng sang thằng kia. Một thằng là mỗi thằng một lớp đúng không ạ? Cứ đổi liên tục. Tất nhiên bình thường chúng ta sẽ chọn là buy zone đúng không ạ? Cái này thì hôm trước các em đã hướng dẫn rồi đúng không ạ? Chúng ta đặt là tức là cái bước đầu tiên vào chúng ta là khen là phôi nó ăn ít hay nhiều đúng không ạ? Nếu chúng ta đặt cái này càng lớn, ví dụ đặt 90% chẳng hạn đúng không ạ, thì nó ăn sẽ ít hơn, đặt càng nhỏ thì nó sẽ ăn càng nhiều hơn. Chúng ta có thể là kích F1 vào đây, chúng ta có thể là sao toàn bị display nhỉ? Okay. Hình như là mất điện đấy. Anh cho em xin tí điện nào. Ui, hết điện mất điện à? À cho em xin tí điện cái đang hết pin. Nhanh. Đây. Ok. Thank you. Nghĩa là cái vào trong góc đấy là mình không phải trên cái phần này mình không phải điều chỉnh à? Đâu anh? Cái tốc độ chạy dao khi mà vào ăn vào. À, vâng. Cái đấy là không, phần mềm không quyết định được, phần mềm nó sẽ quyết định cái đấy. Không quyết định à? Vâng, cái đấy là sẽ do máy. Thông thường chắc chắn máy đến gần như là máy CNC nào nếu anh không can thiệp trên bộ post thì nó sẽ bóp, chắc chắn nó sẽ chậm lại. Chậm lại nhiều hết là do máy điều chỉnh. Máy điều chỉnh thôi. Tại vì nhá, trước em làm chương trình em test trên hai máy, nó là cũng về vấn đề này, cùng một chương trình nhưng một máy chạy nhanh một máy chạy chậm rất là nhiều. Một máy chạy nhanh một máy chạy chậm. Tốc độ xuống dao với cả tốc độ đi dịch ngang dịch xuống. Vâng. Cái lăng tít, vài tít, cao tít. Chưa về à? 11 giờ về hay chiều về? Về á? Mới vừa báo mất điện à? Không đâu, có lịch gửi thứ hai. Không nhưng mà vừa mới thông báo à? Ừ. Anh em mình đúng đấy có sạc hết không rồi chứ nhỉ? Sạc rồi thì vẫn trụ được. À có máy chiếu chịu rồi. Máy chiếu này không biết có kết nối với UPS này. Chưa biết.
khu tầng 2 này. Bên ông có lối theo UVS không? Có. Nhưng mà mấy chục máy này thì UVS bây giờ chắc chỉ được 15 phút từ tắt từ chết. Ngày xưa thì phòng thiết kế 5-6 máy chạy cả buổi sáng, ok. Pin dự phòng à, cái cục lưu điện này. Cục pin mình nhá. Cục máy to mà. Bây giờ mình cứ phải chạy mấy phát điện. Mười sáu phát điện. Nhưng hả? Mình cứ phải chạy mấy phát điện một chút mà. Như ngày xưa dùng cái cục nữa. Cục mỗi mỗi máy một cái cục ấy. Đéo chán thua à? Đấy đồ lỏng như nào ấy. Ông cục này hay rồi. Nhiều máy cục đấy rẻ cũng phải tầm 500-700 ấy nhỉ? Rẻ cũng phải 500-700. Nó lại rẻ. Như chục máy triệu mốt rồi. Triệu mốt mấy chục máy mấy chục triệu. Nhiều mua các máy, nhiều máy mất điện mất luôn. Anh gửi đấy. Dàn mình ắc quy là có một bộ đồ điện để chạy kích kích thế rồi luôn rồi có tài liệu mà ra cho bên mới không nhận để nó vào kiểu với xem rồi đang sờ bộ thu hoạch đã nắm được hết tất cả các tính năng của phần mềm hết. Nhận xét chung các trang giấy đều rất giống nhau, có hình vẽ có hình biết chữ con số. Vậy là chúng ta có lò gia công là tôi bắt lại nó sẽ gia công ngập chứ là mặt đúng không ạ, gia công cả thành nữa đúng không ạ? Thế anh hỏi riêng gia công thành nó có đặt được bề không? Đặt gì ạ? Đặt được đặt được offset rào. Offset rào được anh ạ, tức là anh điều chỉnh cái offset rào đường kính bao nhiêu để chỉnh trên máy đúng không ạ, hay là thế nào? Điều chỉnh đường kính riêng muốn chạy âm đi khoảng trong một gen. Tức là anh điều chỉnh trên phần mềm này đúng không ạ? Cho âm lại đúng không ạ? Không phải âm lại mà điều chỉnh trên phần mềm nhưng mà nó để xuống kia sửa được chứ. Tùy biến ở dưới kia thôi đó. À, đúng rồi, em hiểu. Tức là ý anh cho cái nó chính là cái lệnh G42 43 đúng không ạ? Đúng không ạ? G42 43 nó bù bán kính dao. Đúng không ạ? Thì cái đấy thì đúng là sẽ tùy vào đường điện dao, còn đâu cái đường chạy dao liên quan đến còn đâu cái kiểu cắt thạch thì được, nó sẽ chạy được, thì cái đấy thì nó chỉ liên quan đến bộ post thôi, bộ post. Và anh lưu ý là nếu muốn chạy kiểu đấy thì nó sẽ phải trong cái kiểu vào dao, anh phải vào kiểu này, anh đợi em chút. Nó chỉ là liên quan đến G41 và G42. Cái này đúng không ạ, là sử dụng nó cho cả các mặt cắt thành này đều được, để em cắt thành này đúng không ạ? Thì muốn như vậy thì đầu tiên là cái phần định nghĩa kiểu vào dao đấy thì bắt buộc phải để theo kiểu là radian, đây là kiểu là bán kính cái góc lợn vào dao, ví dụ để là một chẳng hạn đúng không? Đây là cái góc sắn để nó vào đấy. Em ok lại. Bây giờ em sẽ xuất chương trình này.
quay qua màn hình chưa? Rồi, đang quay. Hiện tại chưa có cấu đồ nước 1.2 đúng không ạ? Tuyệt. Đây em phải chỉnh của post nữa. Có cái vùng mốt là con đê ra nhiều rồi. Vâng, vâng, em hiểu. Để trong trường hợp đường chạy giao máy này đây anh sẽ thấy là đây sẽ có 42 này theo bù bán kính này rồi 4 tất nhiên là chỉ có bù phải thôi vì trong nó chỉ chạy theo một hướng thôi đúng không ạ, nên nó chỉ bù theo kiểu bù trái thôi. Nếu như mình đổi chiều clip lại. Vâng, trong chập và là anh đổi chiều cắt nó ngược lại. Ở đây. Đổi thành chiều đang chiều clip đúng không ạ? Anh chỉ cần đổi lại thành chiều convention đúng không ạ? Thì cần kia nó sẽ trở thành G41. Đây. Này sẽ tự động lăn luôn ạ. Thôi thì nó xong.
chỉnh một bộ code nào. Vâng. Không phải code lại chứ. Không, nó sẽ tự động load ạ. Bố đẻ đúng không ạ? D. D là anh chỉ cần định nghĩa trên này thôi ạ. Ví dụ là g cái xem nào. Cái D này anh chỉ cần để ở một vị trí thôi chứ không cần thiết để tất cả vị trí. Đâu D là... Anh cái đấy em chưa để, nhưng anh có để bất cứ một vị trí nào, ví dụ H mấy D2 chẳng hạn. Không, nhưng mà nó có tự động code ra là mình phải đặt. Em sẽ chỉnh được cái vị trí D2 đấy. Ví dụ anh chỉ cần ghi là thêm cái D2 ở đây thôi ạ, đúng không ạ? Không, anh muốn là code là nó có luôn. À vâng, tất nhiên là em sẽ chỉnh được. Ví dụ này, cái này em chưa thêm thôi ạ. Ví dụ là em chỉ cần thêm D2 vào đây là được đúng không ạ? Hoặc là D2 vào đây. Thì nó kẻ anh sử dụng cái bot, cái 41 ở đây, nó sẽ sử dụng cái D2 ở đây. Đó. Đây rồi ạ. Đúng không ạ? Cái code này nó chưa có sẵn, sau thêm được. Không, cái thêm cái D2 vào nó rất là đơn giản ạ. Nó giống kiểu H2 này. Đấy ạ. Đây em có thể sửa chỉnh sửa cho anh luôn. Đó, post này H của em rồi. Đây em sẽ thêm cái đoạn này vào. Cái dành D H thì thay em chỉ thay còn D thôi là được. Đây thì ta sẽ ra thẳng luôn trường pick and cube post. Bước lại thôi, không phải để lại nào. Vâng. À không, nó chỉ tính toán thằng này thôi, thằng này không phải tính toán nữa. Tính đi, không cần bước lại. Đây, nó sẽ bắt rơi nó lại đúng không ạ? Đây, đi hai đây. Nó sẽ tự động. Hai đi hai. Đây gấu nuốt rồi. Như vậy là nó lệnh cả, nó nhận cái đề hai tư cái dòng đưa không? Vâng đúng ạ. Nó nhận là vậy. Tức là mỗi dòng là nó sẽ nhận cái hai đề ở trên này. Để cứ liên quan gấu nuốt là nó sẽ nhận, nó sẽ bù như nào. Anh chỉ cần nhập trên máy của anh là cái có D, xin là có D là sẽ nhận bù nhập vào đây. Ok. Còn ở đây các thông số trong sẽ là như cái tôi bắt trước đúng không ạ? Pocket selection là cái mem min đúng không ạ? Là chị min này. Thế là nó sẽ giống cái thằng trước này. Thằng này cũng giống này đúng không ạ? Thằng này cũng giống này đúng không ạ? Cái này trong răng tinh rồi chúng ta thường sẽ để cái này bằng không nhỉ? Vì răng tinh là đã ra công hết rồi thì nên để thay cái đấy bằng không. Đấy, đây là cái thằng flash surface finishing đúng không ạ? Thằng này trong chắc các tôi bắt ra công tinh thì thằng này nó dễ nhất. Nhưng mà trong cái ra công tinh là cái thùng gà rút. Chào vâng. Đấy mà nó có cái góc có tu. Dạ vâng. Nó nhọn. Nó bỏ cái đấy thì ra nó sẽ tức là trong trường hợp này nó sao sẽ đến cái góc nhọn thì nó trong trường mà bán kính của dao lớn hơn bán kính các góc qua của góc đúng không ạ, thì nó sẽ đâm, nó sẽ chạy vuông góc kiểu vuông góc thôi, chạy vuông góc thì nó sẽ lượng dư ở con. Tùy trong trường hợp là nếu bán kính của con, cái bán kính góc của anh nó mà bán kính cái bán góc này 30 độ cho hai góc nhọn góc là 30 độ. À không, bán kính góc nó sẽ không liên quan đến độ mà nó sẽ liên quan đến bán kính góc nó là bao nhiêu, R bao nhiêu mấy, R bao nhiêu chứ không quan liên quan đến góc bao nhiêu vậy. Anh muốn là nó vào góc nó sẽ ý phải là góc sắc đúng không? Kẻ góc sắc chứ nó còn phải liên quan đến cái độ đó. Nó trong giờ góc sắc nó vào đến đâu thì nó vào thôi.
Thế chắc là nó có sắc thì nó không thể vào được hết đúng không ạ? Mình mà để bằng không thì nó cứ vào được bao nhiêu cứ vào. Nó vào được bao nhiêu thì vào. Đúng không ạ? Nó vào như thế thì cái góc đấy hoàn toàn. Không, sẽ không an toàn đấy. Không an toàn chỗ nào ạ? Bởi cái góc đấy mà cái góc mà nó nhọn một lần. Vâng. Nó còn dao đi vào đây. Vâng. 16 á. Ờ để hỏi đã. Cái lượng dư ở góc đấy thì ra thành phố. Hỏi đã. Là nó không phải lúc nào nó cũng đều. Đúng rồi anh. Chính vì nó không đều là lượng dư đấy rất nhiều. Ừ, vâng. Thì con dao nó vào mà khi nó lượng dư nó dày. Đặc biệt là những con dao mà nó giá. Vâng. Vâng, em hiểu. Dài hơn thì chưa ra được phép. Vâng, cái trường hợp đấy thì anh thứ nhất là anh anh tức là nó vào góc đấy nó sẽ thì trong trường đấy thì anh phải để một cái bàn kính góc ở đây. Đúng không? Nếu không để nó có tự lượng. À không, làm sao nó biết được anh? Chắc chắn nó không thể nó biết được dòng tinh thì nó không biết biết đâu là phô nó chỉ ăn theo bề mặt thôi. Kể cả phần mềm nào cũng thế. Nó không thể nó biết được cái giá trị mà nó còn lại phô hay không. Nghĩa là mình cố tình mình để cái con nó rest đấy. Tinh đấy út tinh nó có lượng. Vâng, là anh để lại chắc chắn nó sẽ nữa. Yeah. Như vậy thì nếu mà góc error này nó bị kiểu ra cái đấy là do quá trình mà anh làm thôi, còn đâu chắc chắn là thứ nhất đó là cái dao công tinh nó không nhận biết được phôi con dao công thô trước nó gia công là phần nào, chắc chắn luôn, kể bất cứ phần nào, vì chiến lược cách tính toán của các phần mềm nó chỉ là dựa vào bề mặt chứ nó không dựa vào phôi đó, kể cả anh chưa gia công gì nó vẫn ăn được, chỉ kể phôi còn nguyên yeah. Nó vẫn ăn nguyên vẫn ăn được chứ không nhất thiết chúng ta phải tạo ra công thô trước sau đó mới gia tinh, đúng không ạ? Đấy nên là nó không phải dựa vào phôi. Và cần lâu tính toán là ăn bao nhiêu thì chúng ta phải dựa vào phần trước mà chúng ta có thể là dựa vào mô phỏng phôi, chúng ta quan sát xem là phần đấy còn hay không thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái bán kính góc có thuộc thú có thể ứng dụng cái con smoothing radius này để tránh cái phần đấy ra đó. Em nghĩ là thế là hợp lý. Anh Duy là Duy nó bị rất nhiều cái góc đấy và rào nó vào. Vâng, nó gãy đúng không? Nó vào chạm mạnh rồi, lắc rào. Vâng, thì trong trường hợp đấy anh có thể là tránh cái vùng đấy ra bằng cái tùy chọn này. Trong trường hợp anh vào những cái góc. Tránh cái vùng đấy à? Vâng. Bình thường thì mọi nhà làm thì em tránh cái vùng đấy, em không cho chạy qua đấy hay là còn cầm cù hay là... Em trong trường hợp đấy thì em nghĩ là có thể là dùng một con dao nhỏ hơn và ra không thô vùng đấy. Dùng con dao nhỏ hơn, chuyên sâu con dao nhỏ nó lại không đủ chuyên sâu cắt. Đúng không? Ví dụ con D3 của em chỉ chạy tối đa là 30mm, con D3 nó chạy đến 40mm, em chỉ lấy được. Trong trường đấy thì... Rất nhiều, cái đấy rất nhiều. Vâng, em hiểu. Thì trong trường đấy mới bắt buộc, thứ nhất đó là... đầu tiên là giải pháp của em, tại vì ban đầu của em là ban sử dụng đa phần là em tích tụ thiết kế này, thì em sẽ hạn chế vùng đấy. Thứ hai là trong trường hợp mà bắt buộc thì nhiều trường hợp chúng ta phải xung. Trong nhiều trường hợp rõ ràng nhưng mà cái lượng dư ở góc đấy nó nhiều đúng không? Nó nhiều và chúng muốn chạy tình tối đa thì để chúng ta cũng cực lắm. Vâng thì còn thu con dao của chúng ta nữa, tại vì anh như anh nói là không, nếu mà dao không có thì cái khả năng của con dao cũng là không được thì gần như là không thể nào được. Con D3 của chú không xuống được. Vâng. Con R3 của chú nó đủ chiều dài nó xuống được, nó chạy vào góc đấy là cái lượng dư ở góc đấy nó sẽ lớn hơn con D3 nữa. Vâng. Mà có thể nó còn lớn cả con D3 nữa. Đúng rồi. Nên nó ăn vào đấy, anh muốn làm sao? Thì em trong trường hợp này, em biết là trong trường hợp này chỉ có cách đó là dùng con R3 của anh xong là áp đếp phôi ra công thô thôi. Nó sẽ biết được cái phần này có phôi đúng không ạ? Anh dùng con D3 anh khoanh vùng lại, khoanh vùng nó lại, chỉ ra không phần đấy thôi. Đúng không ạ? Không phải là nó ăn tiếp xúc một điểm, tiếp xúc cả cái bán kính. Vâng, thì em nghĩ là trong trường hợp này. Vâng, nghĩa là bình thường người ta hay muốn đa con dao đi nhỏ hơn. Vâng, nghĩa là áp đếp phôi xong là tính mà con dao nhỏ hơn. Nếu trong trường hợp mà anh muốn cắt vào xong như thế, ban đầu thông thường dao tinh nó sẽ không biết đâu là phôi, nó ăn ăn theo bề mặt, áp theo bề mặt thôi. Ok nhá. Cái này bây giờ mình không đặt đề mà mình muốn cho nó chạy tự âm thanh nó chạy. Âm thanh ạ. Âm cái thanh
Âm này ừ, dương thì những cái lỗ nhá, bốn cái lỗ ở trên góc này. Đâu anh sẽ làm rộng nhỉ. Vâng. Bây giờ anh không muốn đặt đề nữa, anh chạy một khoát là luôn. Anh này là trong trường hợp này của chúng ta đúng không ạ? Mà không không chắc là giá trị âm. Không đặt được âm à? Với cái tôn ba này không đặt được âm. Tất nhiên thực ra là em vẫn có cách để cho nó đặt âm đúng không ạ? Là... không ạ. Tất nhiên khai báo xong thì là một cái là thủ thuật rồi à? Em không nói làm gì nhưng em bảo là khai báo âm đi, khai báo âm đi thì tất nhiên là vẫn có thể khai báo âm nó được. Nó nói tôi là gửi về bốn mấy trong mà anh muốn khai báo âm ấy thì chuyển nó chính là cái phần có thể lên năm mấy cái. Chúng ta phải ban đầu đặt đây anh ấy lúc em nói là chúng ta có cái global stock đúng không ạ? Global stock chúng ta có thể đặt cái giá trị này. Khi chúng ta đặt cái giá trị này thì dương lên thì trong kia chúng ta có thể đặt cái âm đi. Bốn cái đi. Còn lại bên co ngắn hết à? Cái âm thì không được rồi. Ngắn khoảng bao nhiêu ly nhỉ? Sẽ không được. Đấy. Âm. À rồi, tôi thông tin này. Trong cái đặt âm sẽ hơi nguy hiểm. Đặt âm thì những cái kia nó chào hết à? Trong trường hợp anh đặt âm như vậy thì những cái tút bát bình thường anh phải đặt dương hết, đặt dương lên một đúng không ạ, các tút bát bình thường ấy ạ, nó thế nó bù lại đúng không ạ. Còn đâu trong trường hợp mà thằng này anh muốn đặt dương lên thì anh đặt không chứ, nếu anh âm bao nhiêu anh trừ đi thực tế nhá, những cái góc sắt ấy, sắt của anh đặc biệt là chạy cái điện cực anh để áp sát âm đi, góc sắt của anh tận dụng của anh giờ không anh sẽ nhắc cùng nhau khoảng âm luôn, vâng. Cách nhà bạn luôn. Vâng vâng. Tại vì trong cái này vâng. Mặc định của nó là thế sẽ không được cắt về, và được không được phép cắt vào chi tiết. Thì em cho kiểm tra thì nó chỉ lắp nên được là cái camera kia. Thì bình thường cái này anh phải nó mà lỗi bởi vì cái lượng dư của nó đang bị có vấn đề. Chiều dài mobile đang ngắn. Đấy, trong lòng này. Nó em vừa gọi. Đây chúng ta phải đặt lại dư của nó. Dạng hay đi em không nói nhưng mà xem là flash display này nó sẽ bị lỗi 155 là để em kiểm tra. Bình thường thì cái này nó chỉ đặt được giá trị nó là dương thôi thì âm không đạt được âm, không không bao giờ đạt được giá trị âm. Cái tí mình chạy tình có cách nào là dần được, tức là chạy anh muốn chạy âm đúng không ạ? Đúng rồi. Anh đợi em chút, anh muốn chạy âm cái là mình không liên quan đến chạy cực chính quân cực chính quân thì đấy bọn anh dương cực nhiều rồi. Vâng.
có nó như mặt phẳng đấy, mặt phẳng đáy ừ, mặt đáy thanh ở thanh chéo để ấm nó có phải để hai bên mặt lên mặt chéo lên đấy có chẳng qua mình ít khi mình bỏ như lúc mình đang cực cũng gồm phát tất cả tập mặt sắc là cực ngày xưa là không biết là cứ phải báo cáo nhỏ đi. Giá cụ đều lít vào sẵn ở trong cái giá giàu của nó 100% con ủ cái gọi là ông đấy ông mình cũng có ông chưa xem cái video giới thiệu công nghệ của nước ngoài là cấp cổ tự động như thế giao luôn gấp tự động vào nó đủ bao nhiêu con giao nó cái dài đấy giống như cái bàn này này xếp giao à trên nó cái tay robot này. Cô gái tự động ăn cái khoảng gì mà kiểu gái như cái máy V56 của mình đặt lên chéo chiến đấy sợ chéo cái V56 nó phôi chéo nó cũng nhận là phôi chéo y hơn chứ kiểu phôi chéo là dép kinh dép chắc là có trừ đến biển ở Việt Nam chỉ dép thì 50 ấy còn này còn ai này còn anh này nữa không đấy. Các bạn thấy đây là cái đường chạy dao của thằng Zenable Finishing đúng không ạ? Thằng top 3 này các bạn sẽ thấy rằng là nó chỉ gia công những bề mặt có thành có một độ dốc nhất định nào đó đúng không? Ok, hết trên những bề mặt như này đúng không ạ? Thì sẽ thấy rằng là nó sẽ không dốc đúng không ạ? Nó sẽ có thoải và nó sẽ không gia công. Chỉ gia công như thằng này. Xin giảng quá. Mọi người biết tại sao chúng nó không ra công thành này không ạ? Thành đúng. Thành giới hạn góc. Không, đây là thành rất là dốc đúng không? Càng dốc càng càng dốc ra công. Tưởng nó chỉ dưới 90 độ thôi. Càng dốc càng đẹp. Nhưng mà anh thấy một chỗ nó chạy nó không không liên tục đúng không ạ? Không liên tục đúng không ạ? Tức là anh bảo không liên tục hay là nước dao đúng không ạ? Hay thế nào? Đây đúng không ạ? Đây đúng không ạ? Thế bởi vì cái chỗ này nó không dốc đúng không ạ? Thế nó không gia công. Anh định hỏi nhưng mà anh nghĩ là nó giới hạn. Mà nếu mà nó mà gia công ở thành 90 độ thì nó lại không tối ưu. Đúng rồi, chắc chắn nó không tối ưu được. Phải giao thẳng thẳng thì mới tối ưu. Tại vì chỗ này là gia công này nó không thể tối được. Tại vì những cái nó sẽ phân theo cái góc độ kẻ em trong kẻ trong cái phần mềm sim cũng thế. Nó cũng sẽ phân theo độ kiểu như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thằng toolpad này một chút. Mọi người tạo ra một cái xem toolpad cho nó. Ở bên này chúng ta có một cái nó là cái entry point. Cái entry point trong trường hợp này nó không có ý nghĩa bởi vì nó rất là nhiều điểm vào dao đúng không ạ? Chúng ta trừ khi là chúng ta có một vùng cắt một vùng và vùng nó đơn giản như vùng này rất là phức tạp nó rất là nhiều điểm mở ra chúng ta không thể chúng rất là khó kiểm soát và không kiểm soát để làm gì cả đúng không ạ nó không có ý nghĩa cho trường này nên tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua phần này
Tiếp theo đó là cái phần machine order. Nó giống như cái phần răng thô đó là by zone hoặc by neighbor thôi ạ. Chúng ta đấy có một cái nó là cái cut link distance between zone. Ở dưới này có cut link distance between zone, tức là giữa các vùng với nhau. Ở đây chúng ta nếu mà tính ra chỉ có một vùng thôi, nên tạm thời chúng ta sẽ với cái chi tiết này thì nó sẽ không có ý nghĩa. Tí nữa một sang một chi tiết khác thì nó sẽ rõ hơn. Cái link distance này nó sẽ giống như cái của thằng răng thô. Biết chúng ta đang để 10 đúng không ạ? Bây giờ mọi người hãy để mình là thành 50 đi. 50. Ok. Và tính vào. Ồ, rồi nó phải cắt đi. Không phải giới hạn góc cao lên mà là với cái 50 này thì mọi người sẽ hiểu cái đấy nó sẽ đúng là sẽ vùng chuyển giao nó sẽ lớn hơn một chút nhưng chắc chắn là tối ưu. Còn đâu cái để giới hạn cái góc thì cũng phải là chính là cái giá trị ngay dưới nó. Xem chương trình gì ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đổi màu cái toolpath mới này đi, chúng ta sẽ so sánh cho dễ. Mình có thể đổi màu nó color, đổi thành màu xanh đậm đậm đây. Đây mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ có nhiều đường chạy ra hơn đúng không ạ? Đây bây giờ chúng ta hiện thằng thằng màu vàng trước lên nhé, xong rồi sẽ hiện thành màu xanh này, đó, ra thằng màu xanh nó sẽ nhiều đường hơn đúng không ạ? Nhất là ở vùng trên cao này, những cái vùng nó sẽ nhiều hơn ở những cái vùng thoải, ở những vòng góc ít dốc đúng không ạ? Đây, thêm một vài đường đây đúng không ạ? Ở đây cũng thêm một đường cắt ngang qua chỗ này đúng không ạ? Ở đây chắc cũng thêm được một vài đường nữa. Ở đây sẽ trùng nhau này, mọi người thấy trùng hệt nhau, giống hệt nhau. Nó chỉ thêm một vài đường. Đây, đây thêm cũng thêm một vài đường này. Thì cái này có nghĩa rằng là đây bình thường cái của chúng ta đây. Nó chỉ đến đây, đúng không ạ? Cái mặt này ví dụ là lớn hơn một cái độ nào đấy nó không, cái phần này lớn hơn một cái độ nào đấy nó không gia công. Nhưng khi chúng ta tích, chúng ta cho cái giá trị của chúng ta thành 50 đúng không ạ? Nó sẽ lối liền lại. Tức là cái cutting distance nó sẽ lối liền lại. Tức là nếu mà cái khoảng cách giữa hai vùng ví dụ cái điểm này nó cùng một mức thì thằng ấy nhắc lên xong nó ra cùng đến đây. Tức là điểm này. Nó khoảng cách nó nhỏ hơn 50 thì nó thực hiện lối liền. Tất nhiên là lối liền là lối theo biên dạng của chi tiết chứ không phải là lối theo lối thẳng hay lối cắt vào chi tiết đấy, nó sẽ lối theo biên dạng của chi tiết. Nhớ chứ em mà chạy chậm nhá. Vâng đúng ạ. Ví dụ trong trường hợp mà nó chạy nếu cái khoảng cách nó gần quá chúng ta có thể chạy theo F thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn là nhất đúng không ạ? Bởi vì nó thứ nhất, thứ hai là nó liên tục nữa. Chúng ta cũng không nên đặt cái giá trị cutting distance lớn quá bởi vì như trong trường hợp này chẳng hạn. Đây. Các mọi người sẽ thấy là trong trường hợp này chúng ta có một đường đây chúng ta có một đường chạy ngang qua chỗ này đúng không ạ? Đấy nó sẽ lối liền lại như thế này. Và thứ hai là ở đây mọi người sẽ thấy rằng là ở vị trí này chẳng hạn mặt nó thoải đúng không ạ, sẽ thấy là đường chạy ra nó rất là thưa
và chỗ này chúng ta dù sao là chúng ta vẫn cần phải chạy lại, đúng không ạ? Vậy nên là cũng không cần nó phải cắt cao như này, bởi vì đường giao thừa chúng ta vẫn phải cắt lại thôi, đúng không ạ? Thế nên là không nên để là cái điện được cái thẻ này để được như nó kia. Rồi. Thế thì giá trị quân dùng là bao nhiêu? Cho... mặc định 10. 10 rồi. Quá thì thời gian là nó không cải thiện được, đúng không? Đúng ạ, thời gian thì nó thậm chí lâu hơn. Lâu hơn. Rồi chứ dù sao chúng ta vẫn phải cắt lại một xu đúng không? Rồi, tiếp theo là đến cái phần từ cái tút mắt ra sẽ là level cuối cùng này. Thì mọi người tạo thêm một cái xem tool bar nữa. Ở đây chúng ta có cái là medium slope angle. Cứ đang đặt là 30. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ hãy đặt nó thành 60 đi ạ. Chính là cái góc đấy ạ. 30 độ, 60 độ. Và chúng ta xem kết quả là giả sử nếu tăng độ lên thì vùng gia công giảm đi hay là tăng lên? Giảm đi. Như 30 độ là hợp lý rồi đúng không? Nó là tính toán cái kiểu này. Kích chữ phải. Kích chữ phải đấy, chữ phải. Kích chữ phải đấy. Kích chữ phải đấy. Kích chữ phải. Kích chữ phải đấy sẽ không thể hiện ra cái bảng đấy nữa. Rồi, chúng ta xem kết quả đâu ạ. Các bạn người sẽ thấy là vùng gia công nó sẽ giảm đi đúng không ạ? Sạch sẽ hơn này đúng không ạ? Này cũng như vùng này nó cái mặt này chính ra nó phức tạp bởi vì nó cả dốc cả thoải đúng không ạ? Chương trình nào mà tổng hết đúng không? Anh chọn mỗi biên dạng này nó sẽ tự tách ra thành mấy cái loại chạy cho nó hợp lý mặt phải với à, có, tất nhiên là có. Có chứ. Có. Thật đấy. Có. Nó kết hợp tí nữa sẽ dẫn tới có rồi. Có gì? Ôi thôi thì kinh quá, anh đang đang hỏi chơi đấy. Thế thì thôi chẳng cần phải giới thiệu cái này đâu. À không, như là không phải là tốt mắt là chúng ta dùng cái thằng kết hợp như vậy. Tại vì thông thường cái nào thì mà đa năng thì nó sẽ không tối ưu, đúng không ạ? Thế là bình thường là nhiều trong công ty là nhiều người, các công ty và cũng hay sự bên khách hàng bên em ấy cũng hay sử dụng cái tương mặt đấy, nó sẽ kết hợp của cả gia công tất cả các mặt cả dốc cả thoải. Ngoài à, thế mà vẫn có. Chứ nghĩ tôi hỏi ảo thế mà. Gọi. Vẫn có. Yeah. Đây vùng gia công đấy ạ. Thế là chúng ta giảm đi đúng không ạ? Vùng gia công sẽ tăng lên đúng không ạ? Nhưng giảm đi quá mọi người sẽ thấy là những cái vùng thoải ở đây sẽ đường giao rất là thưa, nên chúng ta cũng không để nhỏ quá đúng không ạ? Bởi vì chúng ta vẫn là gia công lại, mất thời gian gia công vùng đó. Đúng không ạ? Thế này sau select những cái vùng còn lại thì có à, chọn cái chiến lược thế nào? Chọn tổng thì nữa nó sẽ có một cái kiểu nó là bù lại cái này. Nó sẽ bù lại kiểu này, tức là chỉ đang cùng thẳng, không ra cùng à, dưới 30 độ đúng không? Đúng không ạ. Còn là ở dưới này thì các thông số thì gần như là sẽ giống hết đúng không ạ? Pocket selection đúng không ạ? Color smoothing. Ở đây chúng ta có một tùy chọn nữa là cái Zero option đúng không ạ? Machine war base. Đây. Thì nó sẽ giống với cái tùy chọn, một cái tùy chọn ở bên thằng tăng thô. Nó sẽ xem set cái đường chạy cuối cùng này. Đó,
mọi người sẽ thấy là ở đây chúng ta đang đặt lượng dư là không đúng không ạ? Nhưng vần đáy này nó lại không chạm xuống đáy, đúng không? Không chạm xuống đáy. Bởi vì sao? Nó còn rất là nhỏ đúng không? Mà z-step chúng ta đặt cố định là fix là 2 đúng không? À là 0.5 đúng không? Nó cũng không thể thêm một lớp nữa. Thì trong trường đấy, nếu mọi người muốn ăn hết đấy, thì chúng ta sẽ tích vào cái tỉ trọng này. Trên những bề mặt flat nó sẽ tạo thêm một lớp chạy dao nữa để ăn tinh những cái mặt đáy này, ăn chạm đến mặt đáy này. Em ơi, từ từ em hỏi cái pocket selection ấy, cái này nó có ý nghĩa không? Pocket selection đúng không ạ? Thì nếu như em nói là trong trường hợp mà ra công bằng con dao, ba con dao cơ bản flat, bone hoặc là bone chẳng hạn, thì nó sẽ không có ý nghĩa. Đấy. Thông thường là chúng ta không tinh là chúng ta đã không có ý nghĩa rồi. Thế thì mình đang để cái chế độ auto thì nó có không, nó có tránh những cái vùng hốc của mình. Tất nhiên là sẽ tránh, cho dù là nếu dùng những con dao cơ bản như vậy thì anh sẽ bỏ đi. Phải bỏ đi à? Bỏ đi có phải nhập cái số vào? À, anh nhập vào không là sẽ bỏ đi. Nhập vào không. Anh nhập vào không bỏ. Các bạn sẽ thấy là đường dao của anh lúc này sẽ không có một cái vết vào dao và ra dao nào cả, đúng không ạ? Sẽ xuống kiểu liên tục rất là mượt ạ. Nó sẽ xuống kiểu liên tục như vậy, rất là hay. Với bất kỳ viên dạng nào chỉ cần kín thôi ạ. Với bất kỳ viên dạng nào thì cần kín là nó sẽ xuống theo kiểu liên tục này như thế này được. Nó sẽ không có cái đường chuyển tiếp. Cái này tốt hơn cái kia thôi. Tùy khoảng hại, ví dụ dao công thức cứng em thấy ít khi người ta dùng cái này, bởi vì tránh dao công thức cứng hạn chế người ta sẽ xuống theo kiểu đâm xuống, đâm chéo xuống. Không biết bên anh thế nào nhưng khách hàng bên em thường họ, nếu mà dao công thức cứng họ sẽ ưu tiên sử dụng cái kiểu dao mà xoáy ra ngoài xong xuống. Cái này sẽ nhanh hơn đúng không? Vâng, đương nhiên là cái này sẽ nhanh hơn, bởi vì như anh biết là đến những cái góc cua hoặc là cái chuyển hướng đúng không ạ, con dao sẽ bị chậm lại đúng không ạ? Con dao sẽ bị chậm lại. À, đúng rồi, thời gian của chúng ta sẽ chậm lại. Em nghĩ là trong trường hợp chuyển hướng nhiều là chậm lại đáng kể đấy. Xuống cái tất nhiên sẽ đánh nhanh hơn rất là nhiều. Gần như tốc độ là sẽ không bao giờ bị chậm lại. Gần như nó sẽ rất là ổn định trong trường hợp này. Đúng rồi, giữ ép giữ không bị chuyển hướng đột ngột nó sẽ không bị chậm lại. Chạy kiểu này thì trên cái mặt mà để sẽ chuyển không có vết gì. Đúng rồi ạ, rất là đẹp. Chuyển thành cái kiểu chạy không. Cái này vẫn ở cái kiểu đấy đúng không? Vâng, vẫn kiểu đấy nhưng mà chỉ cần thêm cái body, thêm vào cái tích vào cái thằng này thôi ạ. Đây, tích vào thằng này thôi. Body spiral transition. Nếu nó chạy như này thì nó chỉ giống như cái côn nó đều như này thôi, nhưng mà côn nó mặt ứng lượng. À, tất nhiên là trong trường hợp vấn đề là ở đây là thứ nhất là nó là mặt phải là kín. Mặt là kín thì ok. Dạ. Lỗ này có thứ. Dạ, việc là quay trở lại cái chi tiết vừa nãy. Tất nhiên là mặt kín và thứ hai là phải đảm bảo rằng là cái giá trị là cái góc của chúng ta phải đảm bảo nữa. Chứ góc mà chúng ta có phần kẻ cái mặt kín nhưng mà góc của chúng ta nó lại không liên tục chẳng hạn đúng không ạ? Ví dụ có mặt thoải vào góc chẳng hạn thì nó sẽ không liên tục,
nó sẽ được coi là mặt không liên tục. Đây, sử là thằng này chẳng hạn đúng không? Em sẽ tạo ra center path của thằng này. Đấy, mặt nó cũng khá phức tạp đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ đổi thằng này. Đây. 2 này. 1 2 tính đây nha. Đây, cách tạo tụt bách của vua xem này cũng khá là nhanh. Thế là mọi người sẽ thấy là nó sẽ ít nhất ra hơn đúng không ạ? Thứ hai là không phải vị trí nào nó cũng có thể là thực hiện là sống liên tục được đúng không? Bởi vì có những vị trí ví dụ mặt này chẳng hạn đúng không ạ? Nó bị như đúng không ạ? Nó sẽ không thể sống liên tục được. Chưa. Vâng anh. Anh hỏi tại sao có những người luôn ra một dây này? Ở đâu anh? Ở đâu đây ạ? Không, phía cái trung đoàn không phải là đấy. Không, phía thanh đứng đó đấy. Đây ạ? Đấy đúng không? À, đấy là do cái phần mà đó là chính là cái do cái phần mà mặt của nó không liên tục, chỗ này nó không thực hiện được RAM ấy anh. Đây, cái là chính là giới hạn của thằng này, nó sẽ không thực hiện được cái RAM. Nó không nó sẽ thực hiện RAM ở vùng đấy nên cái vị trí đấy nó sẽ bị mau. Nó giống ở giống như cái chi tiết vừa rồi thôi. Cái đoạn đầu tiên của nó sẽ bắt đầu sẽ không, nó sẽ hơi gần hơi mau chút. Anh thấy cả đoạn dưới cũng mau. À vâng, nó bởi vì nó có nhiều chia thành nhiều đoạn như thế. Nó sẽ chia thành nhiều đoạn như thế. Cái chi tiết này nó phức tạp mà anh. Đây, ví dụ như là thằng này chẳng hạn. Anh để em chút. Đây ạ, cùng đoạn. Anh sẽ thấy là cái đoạn đầu tiên cái đều đúng không? À không, đây là chi tiết này, anh nhìn này. Nó chính là nguyên nhân tại thằng này. Nhưng mà cái gì của mình nó nằm ở dưới rồi. Vâng, em hiểu nhưng vấn đề là cái thằng chi tiết của chúng ta nó là phức tạp. Thế là cái vị trí này này. Đấy, thứ nhất là những vị trí ở chỗ này là vị trí bắt đầu ram đúng không ạ? Vị trí chỗ này nó cũng là nguyên nhân bởi vì thằng có một điểm nào đó nó không liên tục. Có một điểm nào đó ở trên này nó không liên tục nên là nó sẽ phải như thế. Đây, vị trí này chẳng hạn đúng không ạ? Nó bắt đầu thường nó sẽ tương đương với những vị trí như thế này thì nó sẽ bị chỗ này sẽ bị mau, nó bởi nó thực hiện nó đem chỗ này bắt đầu thực hiện xoáy liên tục. Đây, bởi vì cái mặt này nó sẽ nó có nhiều cái bậc để nó còn nó trong trường này là như thế này thì rất là đều đúng không ạ? Cái chi tiết này thì rất là đều đúng không ạ? Có mỗi vị trí này nó bắt đầu đúng không ạ? Nó sẽ gần nhau đúng không ạ? Cái vị trí đấy là góc. Chính xác. Tại vì trong cái chi tiết rồi cái mặt của nó sẽ thay đổi góc rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều vị trí nữa. Cả vị trí bắt đầu cuối cùng này nữa nó cũng sẽ gần nhau nữa đúng không ạ? Để đảm bảo là gia công trên những bề mặt và đáy là đạt được yêu cầu. Rồi, cái này
mở nhiều cái cùng lúc à? Là sao anh nhỉ? Mở nhiều part cùng một lúc. Nhiều part cùng lúc là sao anh? Nhiều file NC. Mở lại phải tắt đi, mở cái khác. Giữa các Windows ấy. Nhiều Windows ấy. À cái đấy thì anh sẽ cần chuyển kiểu mở thành nhiều cửa sổ khác nhau thôi chứ không 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 mở trong cùng một cái. Cái này sẽ mở được một Windows. Tức là mình lại mở một cái ONG khác. Đúng rồi. Anh mở hai song song với nhau đấy, nghĩa là chứ không 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 trong cùng cửa sổ. Sim nó cũng thế nghĩ, mà. Em nghĩ nó chả ảnh hưởng gì cả. Sim nó cũng thế mà. Có mở được. Nó có NX thôi, anh hiểu giống kiểu trong NX đúng không ạ? NX trong Windows của nó là mình có thể. Nó chuyển đổi được đúng không ạ? Anh nghĩ chắc là nó thuận tiện hơn. Xin mà trông nó một mỗi một cái. Anh nghĩ chắc là thuận tiện hơn. Bởi vì mình có khá hơn. Ông đang bị mất. Ông cóc thành hai file ông mở. Ông đang mở pass đúng không? À không, mở pass. Đấy là mình mở pass. Ông mở NC khác. Còn đây là hai file NC. Hai file NC ông mở thử nhé. Thì không bao giờ mở được luôn. Vừa pass này vừa chỉ ở pass thì mở bao nhiêu được. Môi trường điện cực thôi thì ông mở, nhưng đặc trị môi trường là si là chỉ có một là si thôi. Chỉ nhỏ này đi nào thì cứ trên năm một cái thì nó như đó phải là gì thì không là thế thì ông phải lên vào thiết kế. Vâng, đấy là thằng Z-Level nhé. Z-Level tổng kết là nó chỉ chuyên theo công thức vào dốc như này, vào dốc đúng không? Trong trường mà chúng ta muốn chạy liên tục đúng không ạ? Đấy, như là có những cái vô nhỏ nhỏ vẫn đẹp chạy cái này đúng không? Và thì như kiểu là em không biết là sim trong thì em không nhớ hay không, nhưng mà ví dụ NX chẳng hạn gần như là rất là khó để chạy sung kết liên tục. Em không biết bây giờ bản bây giờ nó đã thay đổi chưa, nhưng cái thời ngày xưa là cái bản ví dụ bản em dùng cái bản 10 chẳng hạn là không có sung kết liên tục đâu. Tức là em tức là có em hiểu là có theo kiểu liên tục nhưng nó sẽ sung kiểu này này đấy, thế là nó sẽ sung kiểu này chứ không phải sung mục rất là mịn như này. Đây em nó sẽ giống kiểu như này này. Và nó thỉnh thoảng là cái đoạn có xứng đoạn xuống nó kêu kẹt nhé. Ví dụ em ra công ngày trước em cũng hay ra công người đấy. Đây nó chính là kiểu này. RAM đấy, nó chính là kiểu RAM vừa rồi. Nó có xứng liên tục nhưng mà nó không được tới không được kiểu nó cứng cái nó so như này. Nó sẽ là đường một khác và nó sẽ có nó chỉ đó. Xuống nó chỉ xuống ở một đoạn thôi chứ không phải xuống liên tục như này. Nhưng gần như là chạy rất là khó, những cái biên dạng bất kỳ chạy rất là khó. Khó. Helico như chỉ có gia công chạy những cái bề mặt hình như là tròn thôi thì được. Bề mặt tròn em dùng tại vì anh cũng dùng trước rồi nên là anh tại vì anh cũng hỏi rất nhiều người là trong lĩnh vực NX ngày trước ấy thì gần như là đúng là có một số bề mặt ví dụ là đều tròn đều chẳng hạn thì nó chạy được kiểu đấy. Từ nãy giờ em toàn đây cái gì đâu, nó rất là khó chịu. Về cái gì đâu, anh có gì chỉ gì nào
Không, đây, nhưng mà này không làm gì đúng không? Không làm gì cả. À đấy, chúng lại có rồi. Chúng lại bị rồi. Chú ăn cái gì không? Không, em chỉ có EC thôi. Không làm gì cả. Không, anh đây. Nhà. Đây. À, đá. Đây. À, là di chuyển thì mình thả mới nhỉ? Không. Bây giờ thì nó không phải nhiều gì, nhưng mà khi mà mình thấy thì nó tiếp tự tự động tạo thêm một cái chương trình copy như thế. Anh thấy mày chú là như cái gì đấy. Chuột thì cũng di chuyển này, ok. À, chuột thì đừng thoát khỏi này. Trước khi nó hiện ra cái bảng này, đừng thoát khỏi này. Này. À, chúng ở đây này. Đó. À, à bây giờ anh cũng nó có cái này đấy, dị nhỉ? Nó sẽ tạo cho mình một cái xem tôi mắt. Cái nó giống kiểu xem tôi mắt đấy. Copy đúng rồi đây. Sao của anh không bị nhỉ? Em không biết. Sao của chú sau này nhiều cái oi óm nhỉ? Tôi không bị tí nào luôn. À. Sao chú của chú lại cũng biết là nắm cái gì cũng hay. Không được một cái gà đặt gì hết. Hay nhỉ. Chú toàn là hay là chú này hợp với mỗi chi. Em cũng nghĩ thế. Rồi insert cái mạng này. Ừ. Nó sẽ giống kiểu là copy. Copy. Thực ra đúng là như kiểu chú thao tác vừa rồi. Đấy, anh có thể làm được kiểu đấy mà. Nó thao tác là Ctrl C này. Ctrl C này. Đó, cái này đúng không? Đấy, nó chèn vào đâu cũng được. À, chính là copy đấy. Anh hỏi tại sao của chú này được, có được cái đấy. Không, không phải có Ctrl C mà cũng được. Chắc đúng không?
team distinct objective each here. Each here. Each here. Each here. Each here. Đi trẻ hiểu hiểu đi trẻ hiểu sau ôn niềm đạo đi trẻ sau ôn niềm đạo trên được sự phát triển đi trẻ hiểu đi trẻ hiểu sau ôn niềm đạo đi trẻ trên trẻ program menu Stop. Crane is sound. Mấy giờ là
Đấy, thế là bên này có kiểu chạy cả mặt luôn không em? À đâu, quên rồi. Chạy mặt gì anh? Mặt mặt phải đúng không? Chạy cả thanh và mặt luôn. À, tút bắt này không, nhưng mà sẽ có một tút bắt khác chạy cả hai. Nhưng mà có đội nhé. Tức là sẽ kết hợp với một thằng khác nữa. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Ô, tải lên Google nhanh nhỉ? Google mạnh mà. Thế em tải Mediafire mãi rồi. Mediafire chậm hơn em, cái thôi sao? Em bỏ đi. Cái sao? Mua tài khoản Google mà dùng, cứ thích dùng miễn phí, nhà thì giàu, có điều kiện. Lòng cây làm Google được 15GB à? Ít thôi. 315GB đây. Thằng kia được 50GB đúng không? 50GB cơ? Mua Mediafire như 50GB mà. À, Mediafire 50GB. Kinh nhỏ. Anh tải bao nhiêu phần mềm lên vẫn chưa chưa hết. Anh cứ thôi đổi trong... Comment Mediafire của anh hơi đủ đấy, đủ phần mềm đấy. Anh tải gần hết. Để phòng sau hỏng máy không biết, có cái dựng. Có của mình khá phải tải lên như thế, khi mà mình tải về mình lắm không? Có người khác thì chắc gì người ta lưu cái bản cũ mình cần dùng rồi nghe chúng ta bắt đầu nhá. Nhưng mà người sẽ thấy rằng là toolpath Jennifer sẽ không gia công hết được đúng không ạ? Chúng ta cần phải dùng một toolpath nữa để gia công bù lại những cái phần mà thằng Jennifer không gia công được. Thì chúng ta sẽ chuyển sang một toolpath tiếp theo nữa, đó là Optimize Jennifer Finishing. Chúng ta phải tạo thêm một toolpath nữa hoặc là tạo một xem toolpath cũng được. Từ toolpath này chúng ta có thể chuyển được loại toolpath sang toolpath khác bằng cách chúng ta, ở trên này cũng có cái tab này nó chuyển sang được. Thì đây là cái toolpath Optimize General Finishing. Đó. Optimize General Finishing. Thì hai thằng này sẽ là nó sẽ là một bộ đúng không? Với những mặt như này chúng ta sẽ dùng cả hai. Chúng ta cũng thiết lập các thông số cơ bản ở bên này giống như cái tôi bắt trước thôi ạ. Thì ở đây chúng ta để có thể là kiểu để kiểu spiral hoặc lace được đúng không ạ? Là sự spiral chẳng hạn. Stock level 0 này, tolerance 0.01 này. Step over chúng ta đặt giống thằng Z step vừa nãy á, giả sử 0.5 chẳng hạn. Để cho lớn, thực tế là chúng ta sẽ đặt nhỏ hơn nhá. Z step trong trường hợp này không có ý nghĩa, chúng ta để nguyên nó. Phần này tăng là chúng ta cứ để nguyên, không là gì đó. Ở đây chúng ta có cái min maximum slope, nó sẽ tương đương với thằng minimum slope bên kia của thằng Jennifer đúng không? Chúng ta cứ để nguyên thế này, thì chúng ta chỉnh sau. Ở đây chúng ta có ba có cái start point này 1, 2, 3, 4 đúng không? Nó tương ứng với giả sử đây chúng ta có một chi tiết đây đúng không? Nó bắt đầu từ góc này hay góc này hay góc này hoặc góc này, gọi là cái góc nó bắt đầu đấy ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ok và chúng ta tính toán cái toolpath này nó không có nhiều thông số. Nó sẽ ngược lại nha, cái chiến lược nó sẽ ngược lại so với đằng kia. Cái này để 45 thì cái trước nó có giới hạn có 30 thì nó có đường này.
À vâng, tí nữa chúng ta sẽ điều chỉnh. Trước tiên là chúng ta cứ tạo ra đường chỉ giao đã, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Quân đi xuống à? Mặc định nó là thế mà anh. Mặc định là vừa tính xong nó 66%. Cái này cái chưa? Rồi. Đang chạy. Có bây giờ muốn bấm chạy đấy nhá. Vâng. Mình nhớ ra là cái đấy sai thông số điểm gì đó. Vâng. Con xe thì chạy lại. Stop. Anh cứ stop close lại thôi. Máy đợi một lúc. Anh trong cái bảng mà nó cái cửa sổ tính toán này anh cứ close lại thôi. Anh close đóng cửa sổ lại là sẽ dừng lại. Anh cứ tính toán.